Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phòng chống tham nhũng của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chuyên mục hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn về chính sách của Lào Cai nhằm thu hút nguồn tin quần chúng nhân dân liên quan đến vụ việc tham nhũng, nhất là việc bảo vệ nguồn tin, danh tính đó để người tố cáo không bị ảnh hưởng. Trước hết là những tin tức liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát hiện và xử lý vi phạm lãng phí trong quản lý sử dụng tài sản công. Tồn tại hạn chế được chính phủ chỉ ra là việc tổ chức triển khai thực hiện luật quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật ở một số bộ ngành địa phương còn chậm, chưa triển khai đầy đủ các nội dung theo quy định, còn xảy ra vi phạm trong đấu thầu mua sắm tài sản công ở một số cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó, nguồn gốc nhà đất công được hình thành qua nhiều giai đoạn, việc lưu giữ hồ sơ không đầy đủ, chưa được quan tâm nên bị thất lạc, ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp nhà đất. Một số quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà đất còn chưa cụ thể hoặc không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Chỉ tiêu được chính phủ đặt ra trong thời gian tới là quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết, thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích không đúng đối tượng, hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định, thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức mà chế độ quy định. Một chi ủy bị cảnh cáo, 19 đảng viên bị thi hành kỷ luật, đó là kết quả trong 6 tháng đầu năm trong công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Nội dung vi phạm buông lỏng lãnh đạo quản lý, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và vi phạm kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời với kỷ luật đảng, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh về mặt chính quyền đoàn thể. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với 14 tổ chức đảng, kiểm tra việc thu nộp quản lý và sử dụng đảng phí đối với 10 tổ chức đảng và 125 đảng viên. Những đảng viên vi phạm đều được xem xét xử lý kỷ luật kịp thời, đúng quy định, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng quy trình, trình tự, nội dung, tính chất và mức độ vi phạm, qua đó có tác dụng giáo dục sâu sắc Tại huyện Bảo Thắng, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 67 vụ việc vi phạm và tội phạm. Đó là kết quả vừa được đưa ra tại Hội nghị Sơ kết Công tác Nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm. Theo đó, các vụ việc này đã gây thiệt hại về tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 22 vụ, 26 bị can, trong đó có 5 vụ án điểm, Huyện cũng chỉ đạo tăng cường công tác lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác xử lý giải quyết các vụ việc, vụ án, đảm bảo điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai. Các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm đều được xử lý kịp thời, tạo được niềm tin cho nhân dân. Liên quan đến tội phạm tham nhũng, huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch các lĩnh vực hoạt động theo quy định, nhất là vụ việc nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không để xảy ra vụ việc nào liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Nội chính tỉnh ủy, tỷ tỉ lệ phát hiện tham nhũng qua hoạt động giải quyết đơn thư tố cáo của nhân dân lớn hơn rất nhiều lần so với công tác kiểm tra giám sát của các lực lượng chức năng. Và trên thực tế, thời gian qua không ít những vụ việc tham nhũng được phát hiện nhờ nguồn tin từ quần chúng nhân dân. Công tác khiếu nại tố cáo vốn được xem là một kênh quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực. Căn cứ vào những đơn tố cáo của công dân đã giúp các cơ quan chức năng điều tra phát hiện ra không ít vụ việc tham mô tham nhũng. Đây là phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng, bị can là ông Khuất Văn Đức, nguyên trưởng ban của Lý Trợ Kim Tân cùng đồng phạm. Theo cáo trạng, trong thời gian đương chức, ông Đức bị cáo buộc thu sai mục đích trên 60 triệu đồng của một số tiểu thương kinh doanh ở chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai căn cứ vào tình tiết bị tòa án thành phố Lào Cai xét xử Khuất Văn Đức 18 tháng tù giam. Trước đó, vụ việc trên được thanh tra thành phố Lào Cai làm rõ từ lá thư tố cáo của ông Nguyễn Văn Thử và một số tiểu thương chợ Kim Tân. Ông Thử cho biết, để có được bằng chứng tố cáo tham nhũng, ông thu thập tài liệu từ nhiều năm nay. Biết là nguy hiểm, nhưng ông không ngại công khai đứng lên tố cáo những sai phạm của cán bộ. Tôi, tôi không sợ là vì tôi thấy nó có thật quá, tôi không sợ. Rồi tôi đấu tranh cho quen là vì là tôi cũng tôn trọng pháp luật thôi, đấu tranh cho xã hội, gia đình tôi trong đó có gia đình tôi, nói thẳng nói thật, không nói sai. Mà tôi có tư liệu từ đầu đến đuôi rồi. Kết quả là thế nào sao nó đúng cho nó xã hội ta trong sạch, cho cán bộ trong sạch, nhân dân một người tham thì hàng nghìn người khổ. Để tăng sức mạnh từ nhân dân trong cuộc chiến chống tham nhũng, Lào Cai đã xây dựng và ban hành quy chế mua tin tham nhũng, được triển khai từ hơn 2 năm nay Quy chế này đã phát huy được hiệu quả, giúp các cơ quan chức năng bắt đầu tiếp cận được những vụ việc tham nhũng nghiêm trọng. Điển hình mới đây nhất là vụ việc tham nhũng trên 800 triệu đồng liên quan đến hàng loạt cán bộ ở một cơ quan nhà nước bị phanh phui từ nguồn tin của công dân theo hình thức mua tin. Tiến hành xem xét thi hành kỷ luật một cái tập thể và 8 cán bộ đảng viên ở cái cơ quan này. Và với cái hình thức cao nhất là cảnh cáo và cách tất cả các chức vụ trong đảng chính quyền đối với đồng chí thủ trưởng đơn vị trong thời gian vừa qua thì đây là một cái đây là những cái 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 um, kết quả rất là tích cực về cái việc mua tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng của ban nội chính tỉnh ủy trong thời gian vừa qua Hoạt động mua tin được thực hiện trong quy định số 01 ngày 20 tháng 2 năm 2019 của Ban Nội chính tỉnh ủy ở khía cạnh nào đó thể hiện tính hiệu quả và chặt chẽ hơn so với một số hoạt động tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân. Cụ thể như hoạt động giải quyết đơn thư tố cáo. Quy chế này quy định ràng buộc liên quan để kiểm soát việc tiếp nhận, xử lý thông tin, đó là công tác chi mật phí, chi trả cho người cấp tin và hoạt động giám sát của Ban Nội chính tỉnh ủy đối với các cơ quan chức năng khi thụ lý giải quyết các thông tin do ban nội chính xác minh kiến nghị cơ quan chức năng xử lý. kể từ khi chuyển tin sang cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc tham nhũng, thì người cấp tin, người tố cáo có thêm một người bạn đồng hành là ban nội chính tỉnh ủy. họ sẽ không còn đơn độc nữa. đặc biệt công tác bảo mật danh tính của người cấp tin cũng được đảm bảo hơn, do hoạt động cấp tin, mua tin chỉ thông qua hình thức một một, nghĩa là chỉ cho duy nhất một người được tiếp cận biết danh tính của người cấp tin. Trong quá trình thụ lý giải quyết, danh tính người cấp tin đều phải được mã hóa khi thể hiện trong các văn bản liên quan. Khi thông tin của người cấp tin bị lộ thì cán bộ nhận tin từ người cấp tin đó sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. Trong khi đó, hoạt động giải quyết tố cáo thường có từ hai người trở lên biết được danh tính người tố cáo, vì vậy tính bảo mật của hoạt động mua tin về khía cạnh đó được đánh giá là cao hơn hoạt động giải quyết đơn thư tố cáo. Hiện nay tỉnh ta đã có quy định mua tin, quy định về cơ chế bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực và đặc biệt nhiệm kỳ 2020-2025 này, với quyết tâm chính trị, tỉnh ủy đã ban hành và tổ chức thực hiện đề án số 16 ngày 11 tháng 12 năm 2020 về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 qua đó triển khai mạnh mẽ hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, nhất là việc phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án về tham nhũng tiêu cực. Theo lãnh đạo ban nội chính tỉnh ủy thì để thu hút nguồn tin quần chúng nhân dân liên quan đến vụ việc tham nhũng thì việc bảo vệ nguồn tin danh tính đó để người tố cáo không bị ảnh hưởng là rất quan trọng. Thì với cái chức năng nhiệm vụ của mình thì chúng tôi là sẽ cố gắng để làm sao mà lấy lại được cái lòng tin tốt nhất cho cái người dân để đáp ứng được cho họ là một là khi đến với 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 chúng tôi thì một là cái 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 bảo mật được thông tin cho họ và cái thứ hai là những cái nguyện vọng chính đáng của họ là sẽ được giải quyết ở tại một cái cơ quan mà họ đặt cái niềm tin vào mình. Việc ban hành và tuyên truyền phổ biến quy định mua tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng của ban nội chính tỉnh ủy của các cơ quan, đài, báo đã góp phần tích cực trong việc tiếp nhận, giải quyết các bức xúc chính đáng của người dân, nhất là về tham nhũng tiêu cực. Với quy định mua tin, quy định về cơ chế bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực cùng với thực hiện đề án số 16 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, hứa hẹn sẽ nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Tới đây, chuyên mục phòng chống tham nhũng của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.